1 đến 10 luôn các bác. Nếu mà các bác phát hiện hàng nhái thì các bác có thể liên hệ với bên em, thì bên em sẽ sẵn sàng 1 đến 10 nếu mà hàng bên em không đúng chất lượng nhé. Thì hôm nay em sẽ giảm giá 300.000 cho bác nào đặt hàng con Samut 1600M này nhé. Đây là bản nâng cấp đáp mạch ở bên em. Thì giờ em sẽ tiến hành nâng cấp đáp mạch cho bác khách ở trong thị trấn Vũ Quang, Hà Tĩnh nhé. Giá niêm yết tại cửa hàng là 3.500.000. Thì bác nào mua hàng thì em sẽ giảm cho các bác mấy trăm nghìn nhé. Đấy, ok các bác. Thì con này nó có cấu hình chạy là 4 tụ đầu ra 450, 470 UF và băm tổng cộng là 4 tụ băm, 2 tụ 8 và 2 tụ 5 nhé. Cuộn cảm E65, biến áp E65 cho xung giật cực rộng. Thì dòng máy này chuyên về đánh cá trắng các bác nhé. Thì con này đi bình 150 anh em sẽ đánh cá trắng được tầm khoảng 5 tiếng anh em nhé. Đấy, đánh cực kỳ ngon, chuyên về dòng Samut nước ngọt trong, ngọt đục đều ok. Nhưng mà bác nào đánh rô phi con này thì không phải siêu mạnh đâu, nó vẫn bắt được nhưng mà không phải siêu mạnh các bác nhé. Thì máy này sẽ chạy tổng cộng là 16 phét nhỏ này. Con này em bán vào thị trấn Vũ Quang và bán cực kỳ chạy, anh em dùng rất là ok nhá. Đấy thì anh em lại tiến hành đặt hàng tiếp nhá. Con này băm 2SCR lớn. Cảm ơn các bác đã xem video. Giờ em sẽ tiến hành nâng cấp đáp mạch và quay chi tiết cho các bác xem nhá. Và em sẽ test máy, các bác cùng đón chờ video nhá. Đây anh em nhá. Thì con máy Samut 1600 của khách ở trong Vũ Quang, thị trấn Vũ Quang, Hà Tĩnh nhá. Mua máy ở bên em bản nâng cấp đáp mạch này. Đấy, anh em nhìn nhá. Toàn bộ những chân mạch này em đáp rất là dày dặn nhá. Đấy. Chân phét này đắp rất là dày dặn, chân biến áp này, đi dây đồng luôn nhá, chân dơ le cũng thế, để đảm bảo cho anh về đánh vợt bền nhất có thể nhé. Đấy thì Samut bên em thì cam kết hàng chính hãng, riêng hàng nhái thì 1 đến 10 luôn. Đấy, ok anh em. Nhưng mà anh em nào phát hiện hàng nhái em 1 đến 10 nhá. Ok, em đã nâng cấp xong, giờ tiến hành vào vỏ và test máy cho anh em nghe tiếng máy và hướng dẫn sử dụng nhá. Con này đánh cá trắng ăn ít điện rất là ngon. Đấy, phù hợp nhá. Chào anh em nhé, thì đây là con máy của khách ở trong Vũ Quang, Hà Tĩnh. Sau khi em đã đắp mạch vào vỏ xong thì vừa nãy em có quay cấu hình của máy cho anh em xem rồi, và bây giờ em sẽ hướng dẫn anh em đấu cò bóp ở đâu và đấu cọc da vợt ở đâu nhé. Đấy, đằng này thì hai cọc da vợt, đỏ da vợt hớt cá, đen đấu mát vào thuyền này. Anh em nào đánh thuyền sắt thì đấu mát thuyền, sắt hoặc nhôm đấu mát thuyền. Còn nếu mà anh em nào mà đánh thuyền composite thì thả sợi cáp mát nhé, đấu vào cực âm. Còn đằng sau nó sẽ là cò bóp, anh em đấu cho em là một đỏ một đen, cò vàng bỏ cò bò vàng là cò mát nhé. Ok, thì máy này quạt gió chạy tự động nhé. Đấy, thì anh em bấm cò thì quạt mới chạy này. Đấy, bấm một phát quạt chạy này. Đấy, đồng hồ không dùng thì tự động nó sẽ tắt đi nhá anh em nhé. Đấy, để nó tiết kiệm điện này. Anh em vặn lên này. Đấy, vặn lên, để một lúc thì nó sẽ báo vôn. Báo vôn bình nhá. Đấy, điện áp ở bình của em đang là 13.2V này. Đấy, thì em sẽ quay cho anh em xem nhá. Đấy, 13.2 này. Đấy, để một lúc nó sẽ báo này. Đấy, 13.0 điện áp ở trên máy là sẽ là 13.0, 13.1 nhá. Còn bên này là công tắc áp cao áp thấp này, số 0 áp thấp, số 1 áp cao này. Đấy, ok các bác. Thì con này đánh cá trắng cực kỳ tiết kiệm điện, đánh cực kỳ ngon nhá. Đấy, ăn ít điện lắm anh em ạ. Thì tần số dao động đánh từ 7.6 đến 8.4. Anh em đánh chỉnh mức nào phù hợp, ví dụ con cá nó chết lịm thì anh em giảm bên tần số này xuống. Còn nếu mà nó chạy thì tăng lên. Đấy, băm xung thì anh em cho em băm tầm khoảng 25-30 nhá. Đấy, tùy anh em thôi. Ok, em sẽ thử anh em nghe tiếng máy. Đấy, thử nhá. Đấy, máy chạy nhá anh em nhá. Con này tiếng máy nó kêu cực kỳ nhỏ luôn. Đấy, thì anh em đánh đêm rất là yên tĩnh. Anh em đánh cá mà nó nằm ở trên muống, trên bèo, cá chuối, cá lóc thì rất là ok. Nó không nghe rõ tiếng, nghe rõ luôn tiếng của con cá nó ọc lên nhá. Đấy, còn bác nào mà muốn đánh rô phi với cái con máy này thì vẫn đánh được, nhưng mà các bác phải vận tần số lên trên tầm khoảng hơn 1.000 nhá. Con này nó mắc là được 2.000 này. Đấy, anh em vặn tầm khoảng hơn 1.000, 1.600, băm xung cho tầm khoảng 20 giúp em nhé. Đấy, băm xung cho tầm khoảng 20-15 thì băm càng nhanh thì máy nó giật càng gay, thì đánh rô phi tốt hơn. Còn nếu mà bác nào mà đánh cá trắng không thì đi bình 100 hoặc 150 là ok rồi nhá. Đấy, bình 100 thì cỡ tầm 3-4 tiếng, 150 thì tầm khoảng 4-5 tiếng hoặc hơn, tùy các bác đánh và cách bấm cò nhá. Đấy, ok các bác. Thì máy này rất là ngon, em bán rất là chạy, hàng chính hãng. Bác nào phát hiện hàng nhái em 1 đền 10 luôn. Đấy, tặng các bác cái máy và đền tiền cho các bác luôn. Đấy, Samut chính hãng do bên em phân phối nhá. Đấy, rất ok luôn. Con này băm xung nó có thể lên đến tầm khoảng 200 nhé các bác nhé. Thì nó có thể băm chậm này. Đấy, cho các bác đánh da trơn hoặc là đánh tôm, đánh tép các thể loại. Các bác đánh càng đánh tôm càng xanh các thể loại. Anh em ở trong Vũ Quang, Hà Tĩnh dùng máy này nhiều lắm. Mua rất là nhiều bên em nhé. Ok các bác nhìn nhé. Tải 3.000W nhé.
Đấy, còn bác nào mà không thích đánh sợ tốn điện thì các bác có thể để nước áp thấp này, nước số 0 này bật về bên này nhé. Số 0 là áp thấp này, số 1 áp cao này. Đấy, số 1 thì nó sẽ đánh tổng cộng là 4 tụ 3, mà bác bật số 0 thì nó đánh 2 tụ 8 thôi. Đấy, con này chạy 16 phết nhỏ các bác nhé, chạy điện áp 12V, có hai quạt làm mát. Đấy, ok các bác, cảm ơn các bác đã xem video nhé.